ngày 18 tháng 10, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang giữ hai đối tượng là Nguyễn Thái Sơn, thường gọi là Sơn Xà Beng, 1985, ngụ tỉnh Ninh Bình, không có chỗ ở cố định, và Trần Minh Thăng, 1985, ngụ quận 7, trú quận 11, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Bước đầu, cả hai khai nhận thực hiện hàng loạt vụ đột nhập biệt thự, nhà dân lấy đi nhiều tài sản ở huyện Bình Chánh, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng tài sản chúng lấy được gần 12 tỷ đồng. Nhóm khai dùng xe gắn máy rảo quanh các khu vực nhà dân, biệt thự ở huyện Bình Chánh, quận 7 để tóm tình hình, quy luật sinh hoạt, đi lại của chủ nhà. Sau khi chủ nhà đi vắng, nhóm sẽ đột nhập vào nhà dân, biệt thự với mục đích móc túi. Một đối tượng sẽ cảnh giới bên ngoài, một đối tượng đột nhập vào bên trong. Nếu có người trở về nhà, biệt thự thì sẽ báo cho đồng bọn. Nếu không có người, đối tượng bên trong sẽ dùng xà beng cậy phá tủ, két sắt để lấy trộm tài sản. Hiện trường két sắt bị phá tại biệt thự của ca sĩ Nhật Kim Anh. Dù mới đây nhất, tối 14 tháng 7, Sơn và Thăng đi xe máy tới căn biệt thự của ca sĩ Nhật Kim Anh ở khu dân cư Camellia ở ấp 3A, xóm Bình Hương, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi thấy không có ai, Sơn đột nhập vào căn biệt thự và Thăng cảnh giới bên ngoài. Sau đó, Sơn dùng xà beng cậy phá hai két sắt lấy đi 100 ngờ va ngờ, nờ ruby và 500 triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng. Nữ ca sĩ sau đó về căn biệt thự thì phát hiện báo công an. Bên cạnh đó, cả hai khai từng đột nhập vào nhà của ca sĩ Đông Nhi. Ngày 15 tháng 10, thám thính công an phát hiện Sơn xà beng và Thăng ở căn hộ nằm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh nên mời về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, cả hai khai thực hiện 6 vụ đột nhập biệt thự, nhà dân để trộm. Tổng tài sản chúng lấy được khoảng 12 tỷ đồng. Công an tình nghi cả hai thực hiện thêm nhiều vụ móc túi ở biệt thự, nhà dân khác nên đang được điều tra mở rộng.